Công an Đà Nẵng, Triệu Quân Sự có thể đã trốn khỏi Đèo Hải Vân, ca chuyển chiến lược truy bắt. Có thể Triệu Quân Sự đã trốn thoát khỏi khu vực Đèo Hải Vân ngay trong đêm 4 tháng 6 khi cơ quan chức năng triển khai lực lượng chưa mạnh. Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nhận định Liên quan đến vụ việc phạm nhân Triệu Quân Sự, sinh năm 1991, quê tỉnh Thái Nguyên, là phạm nhân đang bị giam giữ tại trại giam quân sự khu vực miền Trung quân khu V, T10 trốn khỏi nơi giam giữ, Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày 6 tháng 6, lực lượng chức năng đã chuyển hướng truy bắt sau 3 ngày truy lùng phạm nhân ở núi Hải Vân. Chúng tôi quyết tâm rất lớn trong việc truy bắt này. Hiện nay lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường hôm qua đã rút, Đại tá Mưu cho biết theo quan sát của phóng viên, khu vực núi Hải Vân, ngày 6 tháng 6 đã không còn sự hiện diện đông đảo của các lực lượng cảnh sát như trong ngày 5 tháng 6. Dọc một số tuyến đường mòn lên núi Hải Vân chỉ còn một lực lượng nhỏ túc trực. Ngoài ra, lực lượng trinh sát vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ theo dấu vết của phạm nhân sự. Hiện nay công an thành phố chuyển hướng vây bắt, tăng cường lực lượng trinh sát để trinh sát bí mật, không triển khai lực lượng công khai nữa. Đôi lúc sử dụng lực lượng công khai không hiệu quả bằng cảnh sát chìm, đại tá Mưu nói nhận định về hành tung của phạm nhân triệu quân sự, ông Mưu cho rằng rất khó đoán biết. Theo ông Mưu, rừng Hải Vân có nhiều đồi rẫy của người dân đã phát quang để trồng cây. Ngoài ra, trong hai đêm gần đây có trăng sáng nên thuận lợi cho phạm nhân ẩn nấp và bỏ trốn. Có thể đối tượng triệu quân sự đã trốn thoát khỏi khu vực đèo Hải Vân, ngay trong đêm 4 tháng 6 khi cơ quan chức năng triển khai lực lượng chưa mạnh. Hoặc có thể phạm nhân này đã di chuyển được quãng đường xa để tẩu thoát khỏi đèo, ông Mưu nhận định vị phó giám đốc công an Đà Nẵng cho biết, sự là phạm nhân có tiền án giết người, từng là quân nhân nên đặc biệt nguy hiểm, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây án để bỏ trốn. Tôi đã khảo sát kỹ địa bàn ở khu vực đèo Hải Vân, và thấy có nhiều lán trại của người dân. Trong các lán trại này có thể có dao dựa mà người dân để lại, nếu đối tượng lấy được những vũ khí này mà chống trả hay tấn công lực lượng chức năng để tẩu thoát, thì có thể phải dùng biện pháp mạnh, đại tá Mưu nói. Trước đó, phạm nhân triệu quân sự chấp hành án tù trung thân, tại trại giam quân sự khu vực miền Trung, quân khu về trại giam T10 ở Quảng Ngãi, đã trèo qua tường rào khu nhà giam để vượt ngục. Sự sau đó đã cướp một xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát 76X6 đến 2978 của người dân ở huyện núi Thành Quảng Nam. Đến khoảng 16 giờ chiều 4 tháng 6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện sự chạy xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát 76X6 đến 2978 đi lên đèo. Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên trên đồi, chạy trốn vào rừng. Từ tối 4 tháng 6, hàng trăm người thuộc các lực lượng điều tra hình sự quân quân khu 5, công an thành phố Đà Nẵng, bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự TP, giáo giết truy bắt nhưng vẫn chưa tìm thấy phạm nhân này. Triệu quân sự từng là quân nhân tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, quân khu ý trước khi gây ra vụ án mạng sát hại một nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản tại Hà Nội vào năm 2012. Tháng 3 năm 2013, tòa án quân sự quân khi y mở phiên tòa xét xử tuyên phạt sự án trung thân với các tội danh giết người, cướp của, Đào Ngũ